Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả phát sóng hàng ngày trên kênh VTC14. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại một số clip đáng chú ý đã được khán giả gửi đến trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với những thông tin phản ánh về giao thông và môi trường. Thưa quý vị, hiện nay trên tuyến tỉnh lộ 746 của đoạn tỉnh Bình Dương, đoạn từ tổ 4 khu phố Khánh Thạnh, phường Tân Phước Khánh đến tổ 7 khu phố Hóa Nhược, phường Tân Phước, thị xã Tân Uyên, có những mố cầu nổi cao trực chờ gây nguy hiểm cho người và phương tiện giao thông. Khán giả Trần Ngọc Vân, một người dân địa phương và cũng là người gửi clip tới chương trình, rất mong cơ quan chức năng sớm khảo sát, tìm phương án sửa chữa nâng cấp để cải tạo tình hình này, hạn chế tai nạn có thể xảy đến. Clip đáng chú ý về giao thông khác mà chương trình nhận được trong tuần qua là của khán giả Nguyễn Thị Thiện từ số điện thoại 0979 báo số cuối 987. Chị Thiện cho biết, hiện nay trên địa bàn thành phố biển Nha Trang, Khánh Hòa có khoảng hơn 30 chiếc xích lô điện được cải tạo nâng cấp từ xích lô đạp thông thường hoạt động. Việc sử dụng ắc quy điện cho xích lô khiến những người lái xe đỡ vất vả hơn. Tuy nhiên, nhiều người thì lo ngại loại xích lô này có thể chạy khá nhanh, dễ dẫn đến việc khó kiểm soát tốc độ khi lưu thông trên các đoạn đường đông người. Thưa quý vị, từ chiều ngày 1 tháng 6 vừa qua, người dân sống dọc sông Sà No, đoạn chảy qua địa phận thành phố Vị Thanh và huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang, phát hiện cá nổi lờ đờ nhiều trên mặt nước. Đến sáng ngày 2 tháng 6, cá chết nổi trắng trên khúc kênh này. Theo thông tin mà khán giả Tuyết Sinh có địa chỉ email tuyetsinh@gmail.com cung cấp, thì người dân đã vớt về làm thức ăn chăn nuôi. Và đây cũng không phải lần đầu tiên cá chết nổi nhiều trên khúc sông này. Còn khán giả Hùng Võ có số điện thoại 0975 báo số cuối 526 thì cho biết, con kênh dẫn nước từ sông Tiền điều hòa nước và phục vụ tưới tiêu cho người dân ấp chợ xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang hiện đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Nguyên nhân xuất phát từ hộ gia đình chăn nuôi gia súc gia cầm, không xây dựng hệ thống bioga, không xử lý nước thải mà xả thẳng ra kênh nước chung và ý thức kém của người dân sống quanh kênh rạch. Chương trình đã có công văn gửi Ủy ban nhân dân xã Trung An đề nghị cơ quan này nhanh chóng vào cuộc tìm hiểu và xử lý. Còn bây giờ mời quý vị cùng theo dõi lại những clip này. Tuyến tỉnh lộ 746 đoạn qua địa bàn thị xã Tân Uyên có đến vài điểm có những mố cầu nhô cao như thế này. Những đêm trời tối khi không có đèn đường chiếu sáng, người đi đường không chú ý sẽ bị các cạnh gờ cao này gây tai nạn làm ngã xe. Hiện nay tuyến đường này được đầu tư nâng cấp và cũng là trục đường chính rẽ vào trung tâm thành phố mới, các khu công nghiệp ở Tân Uyên, nên lưu lượng xe cộ đi qua tuyến đường sẽ rất cao, nguy cơ tiềm ẩn tai nạn cũng theo đó mà tăng lên. Theo ý kiến chủ quan của khán giả Trần Ngọc Vân, những chiếc cầu đúc này là thiết kế cũ không còn phù hợp, nên việc các ngành liên quan cần sớm khảo sát, tìm phương án sửa chữa, nâng cấp để cải tạo và làm mới là cần thiết để tránh tình trạng gây nguy hiểm, mất an toàn giao thông trong thời gian tới. Hiện nay trên địa bàn thành phố biển Nha Trang có khoảng hơn 30 chiếc xích lô điện hoạt động. Việc sử dụng ắc quy điện cho xích lô khiến những người lái xe đỡ vất vả hơn, đỡ mất sức trong quá trình đưa khách đi tham quan thành phố. Thay vì việc phải đạp vất vả như trước, thì nay người lái xe chỉ cần ngồi sau điều khiển. Hiện tại, giá cước dịch vụ du khách của xích lô điện chỉ nhỉnh hơn một chút so với xích lô bình thường, khoảng 120.000 đồng cho mỗi một chuyến xe tham quan thành phố. Hiện tượng này xuất hiện từ chiều ngày 1 tháng 6, khi đó người dân sống dọc tuyến sông Sà No thấy cá nổi lờ đờ khá nhiều trên mặt nước. Đến sáng ngày 2 tháng 6, số lượng tôm cá các loại chết nổi lềnh bềnh, bị sóng đánh trôi dạt vào hai bên bờ rất nhiều. Nhiều người dân đã dùng vợt hoặc rổ để vớt cá, thậm chí có người còn sử dụng đến lưới. Tùy vào từng khu vực nước mà số lượng cá chết nhiều, ít khác nhau. Chủ yếu là cá bống, cá rô phi, cá mè dinh với số lượng lớn. Số cá này sau đó sẽ được người dân sử dụng làm thức ăn chăn nuôi. Con kênh này được nối với sông Tiền. 20 năm trước, nó từng là nơi cung cấp nước chính cho người dân ấp chợ. Nhưng kể từ khi có nước máy, con kênh đã không còn được nâng niu, gìn giữ mà trở thành nơi xả thải của người dân. Điển hình như gia đình bà Dầu, một người dân địa phương, tiến hành chăn nuôi gia súc, gia cầm,
tuy nhiên không có hệ thống bioga hợp lệ mà xả thải thẳng ra môi trường. Nước kênh giờ đen kịt, bốc mùi hôi thối. Phía cuối nguồn, rác thải đọng đầy. Trước kia, kênh là nơi nuôi sống người dân, thì giờ trở thành nơi hành hạ khíu giác của họ. Thưa quý vị, tuần qua thời tiết miền Bắc luôn trong tình trạng nắng nóng đỉnh điểm. Tình hình thời tiết bất lợi này cũng đã khiến cuộc sống sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tại Hà Nội, người dân đều hạn chế ra đường, tránh cái nắng gay gắt ảnh hưởng đến sức khỏe, hoặc nếu có việc cần phải đi thì họ đều tìm chỗ có bóng râm để tránh nắng. Nắng nóng khiến người dân luôn có tâm lý muốn thoát khỏi đô thị, tìm ra biển giải nhiệt. Vì vậy mà những ngày này, du khách đến biển Sầm Sơn, thị xã Sầm Sơn Thanh Hóa tăng đột biến. Có những thời điểm bãi biển gần như là không còn một chỗ trống, dọc từ chân đền Độc Cước đến các bãi biển đông nghịt người. Khán giả Hà Phạm từ số điện thoại 0168 và số cuối 642 cũng cho biết, hàng loạt các dịch vụ kinh doanh ven biển như là bán quần lưu niệm, cho thuê diều, phao, xe lướt sóng, chụp ảnh dạo cũng được dịp hốt bạc. Còn tại các làng quê thì nhiều em nhỏ thường rủ nhau ra tắm ao hồ mà không có sự giám sát của người lớn hay là thiết bị bảo hộ. Giống như trường hợp của 5 em nhỏ trong độ tuổi cấp 1 trong đoạn clip do khán giả Bùi Vi trú tại Hưng Hà, Thái Bình cung cấp, đã tìm đến một ao nước bỏ hoang lâu năm để tắm mát và nô đùa ngay giữa lúc trời nắng mà không lường được những tai nạn có thể xảy ra. Tại Hạ Long, Quảng Ninh, khán giả Phạm Xuân Hiếu có số điện thoại 0949 bao số cuối 695 cho biết là người dân rủ nhau ra các bãi tắm tự phát dọc đường, bao biển khu vực Hòn Gai như là bến phà Bãi Cháy Cũ, chân cầu Bài Thơ, bãi Senco 5 để tắm giải nhiệt. Mặc dù tại đây, cơ quan chức năng đã dựng bảng báo hiệu cấm tắm, các khu vực này cũng không có lực lượng cứu hộ túc trực, biển chỉ dẫn hay là phao giới hạn vùng tắm nên tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Tình trạng trên cũng đang diễn ra tại Hà Nội. Vào mỗi buổi sáng sớm hay là chiều mát thì nhiều người đã đổ xô đến Hồ Tây để hóng mát, tắm giải nhiệt. Tuy chính quyền địa phương đã trưng biển là khu vực nguy hiểm, cấm bơi lội và tắm, nhưng năm nào thì cũng có hàng nghìn lượt người đến đây để tắm mát. Cảnh tượng tưởng chừng như là chỉ bắt gặp tại các bãi biển hay là những ao làng ở nông thôn thì này đang diễn ra ngay giữa lòng thủ đô. Đây là phản ánh mà khán giả Vũ Thủy Linh từ số điện thoại 0169 bao số cuối 338 đã gửi tới chương trình trong tuần qua. Mời quý vị cùng điểm lại chùm clip ảnh hưởng từ nắng nóng này. Cùng với dự án cải tạo không gian du lịch ven biển phía đông, đường Hồ Xuân Hương và một số dự án khác đã góp phần làm thay đổi diện mạo du lịch Sầm Sơn. Đợt nắng nóng cao điểm kéo dài trong nhiều ngày qua khiến rất đông du khách đổ về đây để giải nhiệt. Ghi nhận tại các bãi tắm A, B, C vào các buổi sáng sớm và chiều mát luôn chật kín người trên bãi biển. Du khách có thể thỏa thích vui đùa với những con sóng hay thử cảm giác mạnh với những trò chơi trên biển. Theo đánh giá của nhiều du khách thì các bãi tắm này đều có đặc điểm chung là rộng, bằng phẳng, sóng biển có độ vừa phải, nước biển ấm, trong xanh, rất phù hợp cho việc tắm biển và các hoạt động vui chơi giải trí, nhất là trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm này. Những hình ảnh này được ghi lại tại địa phận xã Văn Cẩm, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Trong một chiếc ao lớn là 5 em học sinh chỉ trong độ tuổi cấp 1. Ngày hè không phải đi học, cha mẹ bận đi làm, các em rủ nhau ra tắm ao. Nhóm 5 em học sinh này luôn tỏ ra rất phấn khích khi được thỏa sức vẫy vùng bơi lội, đùa giỡn trên chiếc phao mà không có người lớn quản lý. Thậm chí trong lúc tắm, các em còn lấy bùn ném vào mặt nhau hoặc bơi vào các vườn nhà dân để hái trộm hoa quả. Nước ao thì đen ngòm, hôi tanh, có những chỗ ngập sâu hết đầu lũ trẻ, nhưng chúng vẫn vô tư vẫy vùng. Đây là hình ảnh ghi lại tại điểm tắm biển ở bến phà Bãi Cháy cũ, thu hút rất đông người vào các buổi chiều hè. Điểm tắm biển này nước khá sâu, không có bãi cát và phao giới hạn vùng bơi. Nhiều phụ huynh đưa con nhỏ ra đây để tắm, bảng quan với chất lượng nước và độ an toàn. Mọi người vô tư bơi lội trong khi tàu thuyền đang di chuyển ở giữa dòng.
một số người còn mang theo cả chó cưng đến tắm. Dường như không mấy người quan tâm tới biển báo cấm tắm đặt phía trên bờ. Còn đây là điểm tắm biển Sienco 5 với một bãi cát nhỏ, nước khá đục, không có biển cảnh báo nguy hiểm. Nhiều em nhỏ được bố mẹ sắm cho áo phao để mặc khi tắm biển. Tuy nhiên, vẫn có một số trẻ không áo phao. Một số em còn được người lớn sắm cho phao bơi, hình thú, rất dễ thương. Dù trời đã tối, thành phố đã lên đèn, nhưng nhiều người vẫn thích thú bơi lội tại đây. Ngay từ đầu hè, một góc Hồ Tây đã được một bộ phận người dân thủ đô biến thành bãi tắm công cộng, miễn phí. Bãi tắm này nằm trên con phố Quảng Bá, phường Quảng An, quận Tây Hồ, cách công viên nước Hồ Tây khoảng 2 km, men dọc theo con đường ven hồ. Cứ vào khoảng 5 giờ chiều hàng ngày, nơi đây lại là điểm hóng mát, tắm giải nhiệt của hàng trăm người, từ các em nhỏ, thanh thiếu niên cho đến cả người già. Trong làn nước không mấy sạch sẽ, rất nhiều thanh niên, người già, trẻ nhỏ, phụ nữ, thậm chí một số người còn mang theo cả động vật như chó đến đầy vùng vẫy. Chuyển sang một số phản ánh đáng chú ý khác. Thưa quý vị, chợ Gò Quánh được quy hoạch kết hợp chợ với khu dân cư trên một khu đất thuộc sân bay Gò Quánh cũ thành chợ trung tâm xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Trong đó thì đã xây dựng hai dãy nhà chợ khá quy mô với số tiền là hàng trăm triệu đồng. Thế nhưng từ ngày xây dựng đến nay đã hơn 10 năm, chợ vẫn chưa họp lấy một ngày, trong khi đó các hạng mục thì ngày càng xuống cấp, khuôn viên nhếch nhác mất vệ sinh. Người phản ánh đến chương trình khán giả Nguyễn Khang có số điện thoại 01203 số cuối 806, rất mong chính quyền địa phương có biện pháp căn cơ để chợ Gò Quánh phát huy đúng tác dụng là chợ trung tâm của địa phương. Câu nhìn khán giả cũng đã có công văn gửi đến Ủy ban nhân dân xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định để xác minh làm rõ, đề nghị cơ quan này sớm có câu trả lời cho khán giả xem truyền hình nắm được thông tin. Thưa quý vị, để vơi bớt khó khăn trong công việc đồng áng, một nông dân tại huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên đã tìm tòi và chế tạo thành công máy cắt cỏ từ động cơ và phụ tùng xe máy cũ. Theo chia sẻ của khán giả Nông Khắc Huy từ số điện thoại 0912 báo số cuối 004 người clip đến chương trình, thì chiếc máy này đã góp phần làm giảm công sức lao động và đẩy nhanh tiến độ tiêu diệt cỏ dại, rút ngắn thời gian chăm sóc cây trồng, phù hợp với trình độ sử dụng của người nông dân. Thưa quý vị, u trứng là cái tên độc đáo mà người dân phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh đặt cho giống vải có quả khá là to, căng mọng và ngọt thanh được trồng ở vùng đất ven sông Bạch Đằng. Năm nay, vải u trứng Phương Nam chín sớm hơn so với hai vùng trồng vải nổi tiếng cả nước là Thanh Hà Hải Dương và Lục Ngạn Bắc Giang. Khán giả Phạm Xuân Hiếu có số điện thoại 0949 báo số cuối 695 cũng đã chia sẻ đến chương trình những khoảnh khắc hình ảnh đẹp về vùng quê này, đúng thời điểm nông dân đang hối hả thu hoạch vải. Thưa quý vị, xem chương trình tuần qua chắc hẳn là quý vị cũng sẽ ấn tượng với clip của khán giả Diêm Đăng Kiên có số điện thoại 0163 báo số cuối 721. Clip chia sẻ về hành động đẹp của một người phụ nữ phát nước miễn phí cho người bệnh đến khám và người nhà đi cùng trước cổng bệnh viện K, số 43 Quán Sứ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Người phụ nữ này là bà Nguyễn Thị Thụng, gần 70 tuổi, trú tại Phúc Tân, Hoàn Kiếm. Ngày hai lần, bà vẫn thường mang nước ra đây phát cho những người có nhu cầu. Anh Kiên cho rằng giữa cuộc sống ồn ào tấp nập, hành động phát nước miễn phí của bà Thụng là một việc làm nhân đạo, cần được cộng đồng đón nhận và nhân rộng. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi lại những clip kể trên. Đây là những hình ảnh về thực trạng chợ Gò Quánh, xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Hai dãy nhà chợ được xây dựng khá khang trang. Tuy nhiên, theo quan sát, hiện nay phần mái đã bong chóc, hư hỏng gần như toàn bộ. Những tấm tôn lơ lửng có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, gây nguy hiểm cho người dân sống gần khu vực. Phần mặt bằng cạnh chân móng hai dãy nhà chợ, cây cối mọc tùm đầy rác rưởi.
chí có người còn tận dụng cả phần lều chợ để làm nơi đậu đỗ xe tải. Về phương Nam những ngày này khá nhộn nhịp khi người dân trồng vải đang bước vào đợt thu hoạch rộ. Dù trời nắng hè oi ả, nhưng trên các con đường dẫn vào vùng chuyên canh vải, tấp nập xe cộ ra vào. Xe đạp, xe máy chở vải từ vườn ra bán cho thương lái. Rồi ô tô tải nhỏ chở hàng ra đường lớn. Ven quốc lộ 10 trên địa bàn phường Phương Nam cũng có điểm tập kết vải để đưa lên xe container chuyển đi các tỉnh phía Nam. Còn 66 còn 64 chưa chuẩn bị. Ở phường Phương Nam có 315 hecta trồng vải u trứng, tập trung ở 8 khu nằm ven sông Bạch Đằng. Giống vải nơi đây chín sớm so với vải Tu Hú, vải Thanh Hà, Lục Ngạn, nên thành phố Uông Bí đã xây dựng thương hiệu là vải chín sớm Phương Nam. Dưới ánh nắng chói chang, từng chùm vải chín đỏ rực, xen lẫn trong màu xanh của lá, tạo nên một bức tranh đa sắc, sống động. Vải trồng đầy trong vườn nhà. Vải chịu quả, xả xuống lối đi. Không ai mảy may sợ bị hái trộm. Ven bờ ruộng, bờ ao, đầm tôm là những chùm vải căng tròn đang chờ tay người hái. Sau những ngày mưa dông, thời tiết Hà Nội bắt đầu chuyển sang nóng bức. Cái nắng gắt gỏng khiến bất kỳ ai phải đặt chân ra ngoài đường trong điều kiện thời tiết này đều cảm thấy mệt mỏi. Trước cổng bệnh viện ca, nhiều người xếp hàng dài, ngồi chờ người thân đến thăm khám. Giữa cái ồn ào, náo nhiệt của phố xá, một người phụ nữ ngồi lặng lẽ bên lề đường với thùng nước treo tấm bảng nước vối miễn phí. Bà không chỉ phát nước cho những người đến thăm khám bệnh, mà còn chia sẻ cùng những người lao động nghèo đạp xe ngang qua. Là một nông dân, cuộc sống và công việc của anh Nguyễn Văn Tùng gắn liền với những đồi chè bạt ngàn. Những lúc rảnh rỗi, anh phụ thêm nghề sửa chữa và vá lốp xe máy. Thời gian gần đây, do mới trồng thêm gần 1 hecta chè cành, nhưng chỉ có hai vợ chồng là lao động chính, hai con còn quá nhỏ nên công việc lúc nào cũng bận rộn. Hơn nữa thời điểm này đã vào hè, cỏ mọc quá nhiều, hai vợ chồng anh làm việc quần quật nhưng cũng không trừ được hết cỏ. Vì vậy anh Tùng đã bắt tay vào nghiên cứu, mày mò chế tạo máy cắt cỏ từ xe máy cũ. Sau một thời gian mày mò, chiếc máy ra đời tuy đơn sơ nhưng giúp anh làm cỏ chè rất hiệu quả, gấp 10 lần so với công lao động làm cỏ bằng tay. Thưa quý vị, tháng 4 năm nay, chương trình Góc nhìn khán giả đã phát sóng phản ánh của người dân về tình trạng ô nhiễm môi trường tại xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, do cơ sở sản xuất vàng mã Ngọc Chiến của ông Nguyễn Ngọc Trước gây ra. Sau khi làm việc với Ủy ban nhân dân xã, chương trình đã nhận được câu trả lời như sau. Vào ngày 5 tháng 5 vừa qua, đại diện Ủy ban nhân dân xã cùng đội cảnh sát điều tra tội phạm về thị trường, quản lý kinh tế chức vụ và môi trường, phòng tài nguyên môi trường thành phố Thái Bình đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại cơ sở sản xuất giấy Ngọc Trước. Tại đây, đoàn kiểm tra liên ngành cũng đã lấy mẫu nước thải sản xuất của cơ sở này để tiến hành kiểm định,
tuy nhiên đến nay thì vẫn chưa có kết quả. Hiện cơ sở này cũng đã được yêu cầu dừng sản xuất để xây dựng hệ thống bể nước để xử lý xả thải trước khi xả ra môi trường. Thưa quý vị, chương trình sẽ tiếp tục liên hệ với cơ quan chức năng địa phương đề nghị thông báo kết quả tiếp theo về vấn đề trên. Thông tin chi tiết mời quý vị theo dõi trong bản tin tiếp theo. Tiếp theo xin chuyển sang phần công bố clip trúng thưởng tuần này. Xin chúc mừng khán giả Trần Hồng Đáng có số điện thoại 0982 3 số cuối 681, người gửi đến chương trình những hình ảnh về nông dân huyện Phúc Thọ, Hà Nội ra đồng gặt lúa từ 4 giờ sáng để tránh cái nắng gay gắt đang bao trùm miền Bắc. Phần thưởng sẽ là bộ đầu thu kỹ thuật số VTZ HDB1 gửi tới cho khán giả trong thời gian tới. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi lại clip đặc sắc này. 5 giờ 30 phút sáng, khi loa phát thanh của thôn vang lên, cũng là lúc cái nắng đã trải vàng trên khắp cánh đồng thôn Vân Lôi, xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ. Thế nhưng, trước đó cả tiếng đồng hồ, tiếng ríu rít chuyện trò của những người đi gặt lúa đã vang lên. Tại một thửa ruộng, ông Nguyễn Văn Tiếp cùng người nhà đang tranh thủ cắt nốt đám lúa còn lại trên thửa ruộng hơn một sào bắc bộ của gia đình để chạy đua với cái nắng nóng kỷ lục từ đầu hè đến giờ. Được biết, thời tiết nắng nóng qua dự báo trên VTC14, nên hôm nay ông huy động toàn bộ gia đình xuống đồng từ sớm. Lúa đã cắt xong, gương mặt ai nấy đều lộ rõ sự mệt mỏi do điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Theo Tiếp thì đến 8 giờ sáng sẽ chẳng còn ai chịu được cái nắng nóng như thiêu đốt trên cánh đồng. Là nắng quá thì gia đình phải đi từ 4 giờ, 4 rưỡi, thậm chí coi phải thắp đèn để gặt kìa. Thế cho nên bây giờ là nó về nhà là mát rồi. Lúa được mùa cho năng suất cao, vừa cắt xong đám lúa trên thửa ruộng 10 thước, mẹ con bà Trịnh Thị Thuyết lại tranh thủ sang thửa ruộng liền kề để gặt tiếp. Bởi gia đình lo lắng, nếu không tranh thủ cắt, để qua đợt nắng nóng này, lúa sẽ chín quá và sẽ bị rụng hạt nhiều, giảm năng suất. Thời tiết nắng nóng thì chúng tôi phải tranh thủ ra đồng cắt sớm để cho nó đỡ nắng. 5 giờ chúng tôi, hai mẹ con nhà tôi ra đồng là cắt được một thửa tầm 10 thước đằng kia. 6 giờ là lên bờ là lại sang cắt thửa nơi tầm độ 7 giờ là xong hết. Là phụt là cho về nhà cho khỏi nắng. Thưa quý vị, để cảm ơn sự quan tâm theo dõi và đồng hành của quý vị khán giả trong suốt thời gian vừa qua, từ nay tất cả các clip được chọn và phát sóng trong chương trình Góc nhìn khán giả sẽ có cơ hội giành được một giải thưởng có giá trị, đó là chiếc đầu thu kỹ thuật số vệ tinh VTCHDV1 do công ty VTC Dịch vụ Truyền hình số tài trợ. Giải thưởng sẽ được chúng tôi lựa chọn theo từng tuần và tiến hành công bố trao giải vào các chương trình chủ nhật. Tại đây, chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại. Nếu có thông tin hình ảnh cần chia sẻ, quý vị khán giả có thể gửi đến địa chỉ email gocnhinkhangia@vtc.gov.vn hoặc cũng có thể gọi điện đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904 88 1414. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.